Rồi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Săn Bắt TV. Thì bây giờ mình sẽ bơi xuồng ở dưới sông để mà đi bắt chim nha. Tại vì trên mấy cái cây này nè, ổ chim nhóc luôn. Rồi mình bơi đầu trên đi. Đắt nước hết đã. Sao tụ vào ăn được nhanh không? Ở cái chèo này cái đầu này. Hai bên đậu đi, em bên đậu. Em bơi bên tay trái á. Cá nhóc luôn ha.
đậu đi, để thôi mày lái cho. Rồi ăn thơm. Sao nước mạnh không? Mình cũng đã quay cho các bạn xem một bữa rơi xuồng đi kiếm ổ chim của mình ha, nhưng mà không có ổ nào hết. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái video tiếp theo của mình. Bye bye.